Xin chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin livestream trên fanpage dự báo thời tiết VTV ạ. Và cũng đã lâu rồi thì Việt Hà mới có dịp được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin livestream ngày hôm nay. Xin chào các quý vị khán giả đầu tiên của buổi livestream nhé. Vâng, xin chào bạn Lê Dương ạ. Xin chào bạn Đỗ Ngọc Hơn. Xin chào bạn Nguyễn Tiến nhé. Hiện giờ thì cũng đã là khoảng 8 giờ kém 15 rồi. Không biết là các quý vị khán giả của chúng ta đang làm gì ạ? Vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin chào bạn Nguyễn Văn Tưởng. Các quý vị ơi, các quý vị mà xem được livestream thì hãy nhanh chóng có thể là comment này, thả tim cùng với Việt Hà để có thể chúng ta đồng hành với nhau xem là thời tiết ngày mai có gì thay đổi không nhé. Để tránh cho tình trạng comment bị ẩn ý, thì những quý vị nào xem được chúng ta có thể comment nhiều lần cũng được ạ. Việt Hà sẽ cố gắng giải đáp toàn bộ các comment mà mình thấy được ở trên livestream ngày hôm nay. Vâng, ngày mai thì cũng là ngày thi vào cấp 3 ở tại Hà Nội. Những ai mà có con em chuẩn bị tham gia vào kỳ thi ngày mai thì chúng ta có thể cùng vào xem livestream và đưa ra các câu hỏi xem là ngày mai thì chúng ta có cần chuẩn bị gì không cho con em mình nhé. Vâng, ngày mai thì dự báo là nắng nóng sẽ mở rộng ra cả khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đấy ạ. Nhiệt độ cao nhất thì phổ biến là từ 35 đến tận 37 độ cơ ạ. Và có nhiều nơi còn nắng nóng gay gắt trên 37 độ nữa. Và với khu vực Bắc Bộ thì khả năng là phải sang đến tầm tuần sau, chắc là khoảng thứ 2 hoặc thứ 3 thì sẽ có mưa rào rải rác. Còn với khu vực Trung Bộ thì khả năng là đợt nóng này thì sẽ kéo dài tới tận 10 ngày cơ ạ. Với những quý vị ở Trung Bộ thì lưu ý là đợt nóng này khả năng sẽ kéo dài từ ngày mai cho đến ngày 20 tháng 6 ạ. Mặc dù là cường độ không quá gay gắt nhưng mà sẽ thường xuyên có mưa dông về chiều tối. Quý vị cũng cần đề phòng với lốc sét và mưa đá, gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông với những quý vị ở Trung Bộ. Còn với miền Nam thì ngày mai sẽ có mưa từ buổi sáng ở khu vực miền Tây. Sau đó thì mưa sẽ lan rộng sang khu vực miền Đông Nam Bộ và cả Tây Nguyên nữa. Cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh trong cơn mưa. Với những quý vị ở phía Nam thì cũng phải lưu ý là gió giật mạnh thì cũng là một hiện tượng mà chúng ta rất cần phải lưu tâm đấy ạ. Ngay như là ngày hôm nay thì theo như Việt Hà thấy là một loạt các sân bay thì đã có gió giật mạnh là cấp 6, cấp 7 rồi đấy ạ. Bên cạnh đó thì mưa lớn ở các khu vực trũng thấp thì cũng có thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ nữa ạ. Còn về nhiệt độ thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ trước đó thì trời vẫn có nắng. Kon Tum, Pleiku hay Buôn Ma Thuột thì sẽ trong khoảng là 26 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố ở Nam Bộ thì nhỉnh hơn một chút, từ 30 đến 33 độ ạ. Vâng, vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả ba miền. Và giờ thì Việt Hà sẽ điểm qua các comment một lần nữa để có thể giải đáp cụ thể nhé. Vâng, với những quý vị đang ở Lạng Sơn thì lưu ý là đêm nay trời không mưa đâu và ban ngày thì có nắng. Nhiệt độ ngày mai cao nhất sẽ là khoảng 34 độ ạ. Còn thấp nhất vào lúc đêm và sáng sớm sẽ là khoảng 25 độ. Vâng, bạn Vũ Trung, Trung Vũ có hỏi là thời tiết ở Tuyên Quang. Thì ở Tuyên Quang hôm nay đêm không mưa và ban ngày sẽ có nắng nóng gay gắt đấy ạ. Nhiệt độ ngày mai ở Tuyên Quang lên tới 37 độ đấy ạ. Và đến đêm và sáng sớm thì chỉ khoảng tầm 28 độ thôi. Tuy nhiên quý vị lưu ý là ngày mai nhiệt độ có thể lên tới 37 độ tại Tuyên Quang ạ. Vâng, xin chào quý vị nhé. Quý vị hãy tiếp tục comment các tỉnh thành phố mà quý vị muốn biết về tình hình thời tiết ngày mai cho Việt Hà nhé. Vâng, ngày mai ở Bắc Cạn, bạn An Nguyên ơi, ngày mai ở Bắc Cạn thì đêm không mưa, ban ngày sẽ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày mai có thể lên tới là 37 độ ạ.
Vâng, bạn Thanh Xuân Đỗ có hỏi là thời tiết ở Bắc Ninh ngày mai. Ở Bắc Ninh ngày mai thì cũng có trạng thái như vậy, đêm không mưa, ban ngày có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngày mai tại Bắc Ninh có thể lên tới 37 độ, quý vị lưu ý nhé. Vâng, bạn Nguyễn Thị Thanh ơi, chờ hoài mà chẳng mưa tẹo nào. Tại vì là ngày mai Bắc Bộ cũng như là khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi thì sẽ bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng rồi. Có lẽ là Bắc Bộ thì sẽ phải đợi sang tuần sau thì sẽ có mưa. Còn với khu vực Trung Bộ thì đợt nóng này dự báo là sẽ kéo dài tới tận 10 ngày các bạn. Bạn Đỗ Ngọc Hơn có hỏi về thời tiết ở Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa thì đêm không mưa, ban ngày có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất sẽ là khoảng 36 độ đấy ạ. Vâng, bạn Đức Ban có hỏi là thời tiết ở Hòa Bình. Thì Hòa Bình đêm không mưa và ban ngày có nắng nóng ạ. Nhiệt độ ngày mai là khoảng 35 độ ạ. Vâng, bạn Thông Vũ, ngày mai ở Bắc Ninh thì không mưa đâu ạ, nhưng mà ban ngày sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ có thể lên tới 37 độ đấy ạ. Vâng, bạn Vũ Quốc Tuấn ạ, thì thời tiết ở Hải Phòng ngày mai khả năng là có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thì vào khoảng là 33 độ, chưa đến mức nắng nóng nhưng mà nhìn chung thì vẫn sẽ khá oi đấy ạ. À vâng, xin chào bạn Nguyễn Văn Phú Thiện ạ. Thời tiết ở Đà Nẵng có ủng hộ cho lễ hội pháo hoa tối nay không? Thì theo mình thấy thì ở Đà Nẵng nhìn chung thời tiết tối nay khá là đẹp đấy ạ. Trời ít mây này và khá mát với nhiệt độ trong khoảng là 27 độ thôi. Nếu quý vị nào ở Đà Nẵng thì hoàn toàn có thể ra ngoài để tới xem lễ hội pháo hoa nhé. Vâng, thưa bạn Thùy Linh, ngày mai ở Cao Bằng thì đêm không mưa và trong ngày thì có nắng nóng gay gắt ạ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ là khoảng 37 độ đấy ạ. Vâng, bạn là Nguyễn Văn Tưởng. Bạn Nguyễn Văn Tưởng có hỏi thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo là trong ngày trời có nắng, nhưng mà đêm nay thì sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Đến tầm chiều tối ngày mai thì lại có mưa rào và dông, có những nơi mưa vừa mưa to đấy ạ. Quý vị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì lưu ý về chiều tối vẫn sẽ có mưa rông. Và trong cơn rông thì cần phải đề phòng với ngập úng này, gió giật mạnh và cả lốc sét nữa nhé. Vâng, bạn Phùng Tất Thắng. Không biết là chỗ của bạn Phùng Tất Thắng là đang ở đâu ạ? Và có xảy ra mất điện không? Mình thấy bạn ấy đang comment là có mất điện dài dài. Vâng, ở Hòa Bình ngày mai thì trời không mưa đâu ạ và ban ngày có nắng nóng. Vâng, bạn Nguyễn Thị Phương có hỏi là thời tiết ở Nghệ An. Thì ngày mai ở Nghệ An khả năng là cũng có nắng nóng đấy ạ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là 36 độ. Vâng, thời tiết ở Thái Bình ngày mai thì đêm không mưa, ban ngày cũng có nắng nóng, nhiệt độ cũng chung mức là 36 độ ạ. Ở Hải Phòng ngày mai thì có lúc có mưa đấy ạ, còn trong ngày thì nhiệt độ khoảng 33 độ. Mức nhiệt 33 độ thì cũng là chung trạng thái với cả ở Hạ Long nữa. Vâng, bạn Lù Chí Công có hỏi là thời tiết ở Hà Giang. Ở Hà Giang ngày mai thì đêm không mưa, ban ngày có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất sẽ là khoảng 37 độ đấy ạ. Vâng, bạn Nguyễn Hiển. Thì thời tiết ở Hưng Yên ngày mai, đúng rồi đấy ạ, ngày mai sẽ có nắng nóng. Nhiệt độ sẽ là khoảng 36 độ bạn ạ.
Vâng, bạn một bạn khán giả có cái tên rất là hay, X con có hỏi là Cà Mau ngày mai như thế nào. Thì ở Cà Mau ngày mai khả năng là đêm nay có mưa rào và dông, chiều tối mai thì cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác, khả năng là sẽ có nắng từ sáng cho tới trưa ạ. Vâng, bạn Nguyễn Thùy có hỏi là thời tiết ở Ninh Bình. Ở Ninh Bình thì cao nhất ngày mai sẽ là 36 độ đấy ạ. Ban ngày xảy ra nắng nóng. Vâng, ở bạn Thành Thương có hỏi là thời tiết ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh ngày mai thì cũng có xảy ra nắng nóng, nhiệt độ là khoảng 35 độ bạn ạ. Vâng, bạn Mạnh Đức có hỏi là thời tiết ở Hà Nội. Hà Nội thì ban ngày xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngày mai có thể lên tới 37 độ đấy ạ. Vâng, bạn Vương Đức Hường thì thời tiết ở Bắc Ninh ngày mai cũng xảy ra nắng nóng gay gắt và chung mức nhiệt như là thủ đô Hà Nội cũng là 37 độ ạ. Ngày mai ở tại Sơn La thì đêm không mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ ngày mai là khoảng 32 độ ạ, với những quý vị ở Sơn La. Vâng, bạn lính biên giới có hỏi là thời tiết ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt thì tối nay cũng như là chiều tối ngày mai sẽ có mưa rào và dông đấy ạ. Ở Đà Lạt thì ban ngày là khoảng 24 độ, về đêm thì chúng ta sẽ cảm thấy rét, nhiệt độ chỉ khoảng là 17 độ thôi ạ. Vâng, bạn bạn Lê Phượng có hỏi thời tiết ở Lai Châu. Ở Lai Châu thì đêm không mưa, ban ngày có nắng. Và với những quý vị ở Lai Châu lưu ý là chiều tối mai khả năng có lúc có mưa đấy ạ. Ở một vài nơi thì sẽ có lúc có mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tại Lai Châu là khoảng 30 độ, còn thấp nhất là khoảng 21 độ ạ. Vâng, bạn Nguyễn Hiển, không chỉ ở Hưng Yên đâu mà Việt Hà ở Hà Nội cũng đang ước là nhiệt độ khoảng 17 độ đấy ạ. Giống như là ở Đà Lạt. Vâng, khu vực Bắc Giang ngày mai thì cũng có trạng thái đó chính là ban ngày có nắng nóng ạ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tại Bắc Giang thì là khoảng 36 độ ạ. Vâng, Hà Nguyễn sẽ cố gắng điểm qua hết các comment mà Hà Nguyễn có thể thấy được qua bản tin livestream ngày hôm nay. Những quý vị nào mà chưa thấy Hà Nguyễn đọc tên các tỉnh thành phố mà quý vị đặt ra câu hỏi này, hoặc là chưa thấy Hà Nguyễn đề cập đến tên của mình thì có thể tiếp tục comment nhé. Vâng, ngày mai ở Huế thì ban ngày trời có nắng nóng, đến lúc chiều tối thì khả năng sẽ có mưa rào và dông ạ. Với những quý vị ở Huế, ngày mai nhiệt độ cao nhất tại Huế có thể lên tới là 36 độ đấy ạ. Vâng, bạn Dung Lương, ở Thái Bình ngày mai xảy ra nắng nóng rồi đấy ạ. Nhiệt độ cao nhất tại Thái Bình ngày mai là khoảng 36 độ ạ. Ở Hà Nội ngày mai thì nhiệt độ cao nhất có thể lên tới là 37 độ đấy ạ. Và khả năng là thời gian nóng nhất sẽ là tầm 2 giờ chiều cho tới 4 giờ. Vì vậy nên là những quý vị nào mà có con em mà tham gia vào kỳ thi cấp 3 ngày mai thì tốt nhất là nên mang theo đầy đủ này, ô, mũ cũng như là nước hoặc là kính chống nắng cũng được, áo chống nắng đầy đủ nhé, để tránh bị say nắng, say nóng. Vâng, bạn Đỗ Thế Huy ở Hải Phòng ngày mai thì trời có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ vào khoảng là 33 độ ạ. Vâng, ở
Vâng, bạn Cúc Candy có hỏi là thời tiết ở Bình Thuận thì khả năng ở Bình Thuận là đêm không mưa và ban ngày có nắng. Nhiệt độ ở Bình Thuận sẽ là vào khoảng làm kiểu một chút nha. Nhiệt độ tại Bình Thuận sẽ vào khoảng là tầm 33 độ đấy ạ. Vâng, bạn Tấn Lợi ơi, ở Nam Bộ thì khả năng vẫn sẽ duy trì tiết trời là sáng nắng và đến chiều tối có mưa rông đấy ạ. Đà Nẵng thì dự báo là trời cũng không mưa đâu. Tối nay thì như Hà Nguyễn thấy trời cũng khá là dịu mát rồi, nhiệt độ vào khoảng 27 độ. Tuy nhiên thì ban ngày lại xảy ra nắng nóng, có thể lên tới là 36 độ đấy ạ, với những quý vị ở Đà Nẵng. Vâng, vừa rồi thì Hà Nguyễn cũng đã điểm qua các comment mà mình có thể thấy được qua bản tin livestream ngày hôm nay. Bây giờ thì Hà Nguyễn sẽ điểm qua lại một lần nữa thời tiết đáng chú ý trên cả ba miền nhé. Để những quý vị có vào sau thì vẫn có thể nắm được tình hình thời tiết. Khả năng là ngày mai thì nắng nóng sẽ mở rộng ra cả khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuống tới Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất thì phổ biến là từ 35 đến 37 độ và thậm chí là có nơi còn nóng trên 37 độ nữa đấy ạ. Khả năng là sang tuần sau thì sẽ có mưa rào rải rác và cục bộ có nơi mưa to ở Bắc Bộ. Còn với khu vực Trung Bộ thì dự báo là đợt nắng nóng lần này thì sẽ kéo dài khoảng 10 ngày. Cường độ thì không quá gay gắt như là những đợt trước nữa, nhưng mà thường xuyên sẽ có mưa rông về chiều tối ở vùng núi. Quý vị cũng cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn mưa nhé. Còn với khu vực Nam Bộ thì khả năng là mưa thì sẽ xuất hiện từ buổi sáng, sáng sớm ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Sau đó thì bắt đầu lan dần lên khu vực miền Đông Nam Bộ và cả Tây Nguyên. Quý vị cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Còn trước đó trong ngày và lúc buổi sáng thì chúng ta vẫn sẽ có nắng gián đoạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Với các tỉnh thành phố ở Tây Nguyên thì nhiệt độ cao nhất là khoảng 26 đến 29 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực khác ở Nam Bộ thì nhỉnh hơn từ 30 đến 33 độ. Tuy nhiên thì với mức nhiệt là 30 đến 33 độ thì vẫn khá là vừa phải đấy ạ. Ngày mai mà quý vị ở Nam Bộ mà có muốn ra ngoài đi chơi thì vẫn khá là ok. Vâng, vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà Hà Nguyễn muốn gửi tới quý vị thông qua bản livestream ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Hà Nguyễn trong bản tin ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần ngày mai thật là nhiều sức khỏe này, thật là nhiều niềm vui bên cạnh người thân và gia đình. Tạm biệt quý vị.